Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có thêm một cơ hội để được học lời của Ngài. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là bí quyết để thoát khỏi sự lo lắng. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 đến 33. Nếu ai có bài học thì chúng ta cùng theo dõi. Nếu ai không có, xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Và chúng con nhận biết một điều rằng Ngài là Cha của chúng con. Ngài là đấng tể trị trên muôn loài vạn vật. Ngài muốn hết thảy chúng con hiểu được tình yêu của Ngài, chương trình của Ngài, kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời của chúng con. Cho nên giờ phút này chúng con mở lòng ra để học và nắm được những bí quyết để cuộc đời chúng con được phước kể từ ngày hôm nay. Và dù thế giới này như thế nào, chúng con vẫn được an toàn trong cánh bóng toàn năng của Chúa vì chúng con biết mình thuộc về ai. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta đó là trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Ở đây chúng ta sẽ để ý cái bí quyết để thoát khỏi sự lo lắng. Có nhiều người thì nói là họ vượt qua sự lo lắng. Vì mỗi người có cái quan điểm về cái đời sống của họ khác nhau. Có nhiều người thì ngày nào họ lo cho ngày nấy. Có nhiều người thì họ có đồng nào thì họ xài đồng đó. Có nhiều người thì họ chẳng quan tâm đến cuộc sống. Cứ nghĩa là họ chỉ sống ngày qua ngày. Họ không biết gì về ngày mai cả. Nhưng mà đây chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải chỉ vượt qua sự lo lắng mà chúng ta thoát ra khỏi để bước vào trong cái sự yên nghỉ, phước hạnh và cơ nghiệp mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Đây là một điều vô cùng bứt phá nếu chúng ta hiểu được điều này. Và đây cái bí quyết thứ nhất đó là trao. Trao mọi điều. Vì ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới đầy sự lo lắng, đầy sự căng thẳng, đầy sự lo phiền. Nếu chúng ta không nhận biết được chúng ta là ai, thì chúng ta sẽ rơi trong tình trạng là bị đùa theo cái luồng mà ma quỷ nó đang hành động. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhận biết được chúng ta là con của vua thiên đàng. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta trao cho Ngài. Và nó không dừng ở tại đó. Nhưng mà vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Người nào biết trao cho Chúa những điều lo lắng của mình thì nhận lấy sự săn sóc của Ngài. Mà nếu chúng ta ôm những cái điều lo lắng đó, thì chính chúng ta sẽ bị ma quỷ dùng những điều đó hành hạ trong tâm trí, đời sống của chúng ta. Cái người lo lắng là cái người luôn luôn không yên ở trong lòng, không có sự bình an. Và ở trong cái sự lo sợ. Cho nên Chúa không muốn chúng ta rơi vào trong tình trạng đó. Mà Ngài muốn cứu chúng ta thoát khỏi những điều mà ma quỷ đang hành động trên thế giới ngày hôm nay. Và bí quyết thứ hai, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta đến với Ngài để nhận sự yên nghỉ, vì Ngài được gọi là Shalom, là đấng bình an, hay là hoàng tử bình an, hay là Chúa bình an. Và Chúa là Sa-bát, có nghĩa là Ngài là chủ của Ngài Sa-bát, Ngài là đấng yên nghỉ. Chúa là đấng Sa-ma, có nghĩa là Ngài luôn luôn hiện diện. Mà nếu chúng ta để ý cái câu 29 và 30 của Ma-thi-ơ đoạn 11 đó, là hãy đến để trao cho Chúa những gì của mình và nhận nơi Chúa cho mình.
Chúa nói hãy học theo ta, hãy gánh lấy gánh của ta, vì ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng. Cứ nghĩ là mình trao đổi với Chúa để nhận những gì của Chúa cho đời sống của mình. Vì thường chúng ta chỉ nghĩ là mình mệt mỏi, mình đến với Chúa là mình được yên nghỉ, nhưng mình quên rằng khi mà cái cổ của chúng ta đó, ma quỷ nó thấy trống thì nó để cái ách vào. Cho nên bây giờ mình mang lấy cái ách của Chúa vào, nó không có chỗ để nó để nè. Cái vai chúng ta nó thấy trống á, đặt lên trên vai chúng ta. Bây giờ vai chúng ta gánh lấy gánh của Chúa nhẹ nhàng, nó không có chỗ nó đặt nữa. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta được mặc lấy những gì của Chúa để có một đời sống bình an dù hoàn cảnh như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ coi trong Kinh Thánh có nhiều cái sự lo lắng khác nhau trong cuộc sống. Ông David, ông lo lắng vì kẻ thù thắng hơn mình. Trong Thi Thiên 13 câu 2, tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ, kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào. Chúng ta thấy tâm trạng của ông là ông lo lắng trong cái linh hồn của ông. Và cái gì nữa? Buồn thảm. Khi lo lắng nó dẫn đến lo buồn, lo phiền. Nhưng mà một điều chúng ta sẽ học trong đời sống của David, ông luôn luôn biết tìm sự an ủi từ nơi Chúa. Cho nên nếu chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 18, và bài này chúng ta đã có học rồi, khi ông khởi đầu là ông có một cái sự tấn công của kẻ thù, cái nỗi dường như là họ truy cùng giết tận ông. Nhưng mà khi Chúa cho ông bắt đầu từ từ, ông vượt qua được và ông được sự đắc thắng, thì ông đắc thắng hơn kẻ thù. Tại sao ông có được điều đó? Vì ông tập yên nghỉ nơi Chúa. Ông tập tin cậy nơi Ngài. Và nếu chúng ta coi trong Thi Thiên 23, Thi Thiên 91, Thi Thiên 149, chúng ta sẽ thấy cái kinh nghiệm của David về sự đắc thắng. Cho nên nếu trong lòng của chúng ta có những cái sự lo lắng, lo phiền, lo buồn, hãy lấy Thi Thiên ra cầu nguyện theo cho đến khi lòng của mình nhận được sự bình an từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Mà trong Jeremy, đời sống của Jeremy, người ta nói một tiên tri đầy nước mắt. Một tiên tri rất là khốn khổ. Ông luôn luôn bị người ta bắt, người ta đánh, người ta giục xuống hố. Nhiều điều xảy đến trên đời sống của ông. Nhưng mà khi ở trong ca thương đó, ca thương là cái bài ca về cái sự đau thương đó. Ở trong ca thương đoạn 3 câu 24 đó, chúng ta sẽ thấy rằng ông nhờ cái sức lực bởi lời của Chúa. Cho nên chính lời của Chúa là sự vui mừng hớn hở của ông ở trong Jeremy đoạn 15 câu 16. Và ông nói rằng ở trong ca thương đoạn 3 câu 24 rằng Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đây là bí quyết. Và trong Habacuc đoạn 3 câu 17 đến câu 18. Nếu chúng ta đọc sách Habacuc thì Chúa báo cho Habacuc rằng Chúa sẽ đến để hủy diệt dân Israel vì cớ tội lỗi của dân Israel. Và khi mà ông biết được điều này, ông ngồi để ông chờ cái điều đó đến là một điều rất là kinh khiếp, vì cớ ông biết được những điều Chúa đã tỏ cho ông. Nhưng mà ông nói rằng, vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Đất nước của ông đang đi xuống đến chỗ tận diệt, nhưng mà ở đây vì nhờ Chúa cho nên Chúa khiến cho ông đi lên nơi cao. Mỗi một chúng ta hãy quyết định ngày hôm nay là chúng ta để cho những tin tức của
Facebook, những tin tức ở trên YouTube, hay là tất cả những cái tin tức chúng ta nghe nó đưa chúng ta đi xuống, hay là chúng ta quyết định bước vào trong cơ nghiệp của Chúa, bước vào trong lời của Chúa để Ngài đưa chúng ta lên. Và Phaolô, ông cũng là một người ông lo lắng vì ông là người thành lập hội thánh, và lòng của ông thương con dân của Chúa. Khi nên ông phải cầu nguyện, ông phải đổ nước mắt. Không những vậy, ông còn bị tấn công, đánh đập, khốn khổ, bị rất là nhiều điều. Cho nên lòng của ông cưu mang về hội thánh của Chúa, ông lo lắng cho hết thảy các hội thánh của Chúa. Nhưng mà trong Philip đoạn 4 câu 6 ông nói gì? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đây là bí quyết anh chị em ơi. Và ở đây chúng ta sẽ coi Đức Chúa Giêsu Ngài dạy về sự lo lắng của đời này. Hồi nãy giờ chúng ta thấy là họ lo về cái đời sống, về tâm linh, về những cái điều xảy ra cho đất nước, cho hội thánh. Bây giờ Chúa Giêsu Ngài dạy về sự lo lắng của đời này cho con cái của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 phần A: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Vậy có nghĩa là có gì mặc nấy, có gì ăn nấy, phải không ạ? Vậy có nghĩa là bây giờ nếu mà Chúa nói như vậy, ở trong châm ngôn Chúa nói là bây giờ hãy đến xem cái loài kiến đó, nó chuẩn bị lương thực trong lúc mùa hè và nó dự trữ lương thực khi mùa gặt. Hai cái này không có mâu thuẫn nhau. Nhưng mà trong châm ngôn đoạn 6 đó, từ câu 6 đến câu 8 đó, Chúa nói về những kẻ biến nhát, nghĩa là những kẻ không muốn làm việc. Nhưng mà đây Chúa muốn nói về những người quá lo lắng cho cuộc sống hôm nay mà quên đi cuộc sống của tương lai. Ở trong Truyền Đạo đoạn 6 câu 7: mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Chúng ta thấy con người của chúng ta đó, có cứ muốn có thêm, giàu muốn giàu thêm. Và đây Chúa Ngài cảnh tỉnh trong câu 25 phần B: sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Cái nghĩa là coi cái nào là ưu tiên hơn, quý trọng hơn. Cái Chúa không có nói là đừng có làm việc rồi cứ ngồi đó chờ thời, không phải. Nhưng mà đây Chúa Ngài dạy cho con dân Chúa hãy tập để lòng tin cậy nơi Ngài, và bắt đầu học những cái ưu tiên trong đời sống của mình để nhận được phước vì cái cơ nghiệp Ngài dành sẵn cho con cái của Ngài. Trong câu 26: hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Thi Thiên 104 câu 27-28: hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy, Chúa xòe tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Ngài quan tâm đến từng tạo vật của Ngài. Chim buổi sáng nó dậy nó hát, xong cái nó bay nó đi kiếm ăn. Rồi tối cái về nó hát, cái nó ngủ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy biết nương cậy nơi Ngài, hãy nhìn những cái tạo vật để thấy được bàn tay của Chúa đang hành động, đang chăm sóc. Nhiều khi chúng ta không thấy Chúa, nhưng mà chúng ta nhìn tạo vật, chúng ta biết rằng có một đấng quyền năng đang hành động. Tôi không biết các anh em ở khu vực của mình, nhưng mà khu vực của tôi đó, con nai đó, nó đổi màu theo thời tiết. Như cái mùa này đó, nhìn nó màu xám giống như những cái cây mà nó khô vậy đó. Nhưng mà đến mùa hè thì bắt đầu nó vàng vàng, nó giống như là lá cây mà vừa vàng vừa này nọ, để nó đi nó lẫn ở trong đó để không thấy nó. Nội nhìn nó thôi là thấy Chúa cũng đang tể trị nè. Ngài làm cho nó biến đổi từng theo mùa để bảo vệ những con nai của Chúa.
Cho nên đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Chúa Ngài quan tâm những loài chim trời. Và trong câu 26 của Matthew phần B, các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Ngài thương chúng ta, Ngài chết, Ngài đền tội cho chúng ta, Ngài mua chúng ta bằng huyết của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy loài chim hay tất cả loài vật nó có cái phần hồn, nó chết rồi xong. Nhưng mà con người có phần linh, là Chúa hà sinh khí, có nghĩa là Ngài chia cái sự sống của Ngài cho con người. Cho nên con người rất là quý trọng trước mặt Chúa. Và cái thân thể của mình sau khi mà Chúa chuộc đó, chúng ta trở nên đền thờ của Chúa. Thân thể của chúng ta là mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển danh của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận á, thì chúng ta sẽ đánh mất cái mục tiêu mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu chạy theo vật chất giống như những người khác. Và một điều kế tiếp ở trong câu 27, Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết cái sự giới hạn của con người để lo lắng cho đời mình. Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Trong Luca đoạn 12 câu 20, xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Khải Huyền đoạn 3 câu 3, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thành lệnh. Tôi có nghe một câu chuyện, có một người nữ này, cô rất là nghèo. Nhưng mà sau đó vì cô rất là chăm chỉ làm việc. Từ cái chỗ đi làm thuê, làm mướn, cô đã xây được một cái nhà gọi là cái biệt thự vườn cây rất là đẹp. Sau đó cô cho thuê cái đó và cô có rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì cớ cô cảm thấy mình ở không, cho nên cô bắt đầu nhận áo quần về để may kiếm thêm tiền. Và cô làm ngày làm đêm để cho được nhiều tiền. Cuối cùng vì cớ sức khỏe cô chịu không nổi và cô đã bệnh và cô chết. Và khi cô chết thì người ta không cho đem vào trong cái biệt thự đó, vì họ đang thuê. Cho nên họ che một cái mái ở bên cạnh để đặt cái hồn của cô ở đó và làm lễ cho cô và sau đó đi chôn cô. Chúng ta thấy nếu chúng ta không có Chúa thì những cái sự lo lắng của đời này nó đưa chúng ta đi và nó làm cho chúng ta khốn khổ với những gì chúng ta tìm kiếm mà không được hưởng. Ở trong đoạn 6 câu 28-29, còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một loài hoa nào trong giống đó. Hãy nhìn cái sự đẹp đẽ mà Chúa mặc cho loài hoa. Salomon rất là giàu có, giàu nhất trên thế giới trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà ông cũng không thể nào chế ra cái loại vải đẹp giống như hoa huệ. Không ai có thể qua được Chúa của chúng ta vì sự tạo dựng của Ngài, sự ban cho vẻ đẹp của Ngài. Trong câu 30, 31, 32, hỡi kẻ ít đức tin, lời cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm. Chúng ta thấy người nghèo, họ lo để họ thoát ra khỏi cái nghèo. Họ lo từ sáng tới tối để làm, để kiếm ăn, để trả nợ, để xây nhà, để đủ thứ trả, và trả tiền cho con để học. Hay là những cái nhu cầu trong đời sống, mày tắt mặt tối. Tối về là chỉ biết quăng cái mình giường là ngủ, sáng dậy lại phải đi làm để kiếm tiền tiếp. Nhưng mà người nghèo là vậy, còn người giàu thì sao?
Người giàu thì có nhiều tiền quá, cho nên cuối cùng phải cố gắng làm và làm sao để giữ nó, đi đâu cũng phải lo. Và vì cứ cái nhà bên cạnh nó xây to, cho nên bây giờ mình phải xây to hơn, cái nhà kia có xe đẹp hơn, mình phải có xe đẹp hơn. Cho nên họ không bao giờ họ sống thỏa lòng, họ luôn luôn ở trong sự lo lắng và lo sợ. Và Chúa gọi chúng ta nếu sống như vậy thì đó là những kẻ ít đức tin, có nghĩa là không tin cậy vào cha của mình. Trong đoạn 6 câu 32 phần B: Vậy cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34: Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Châm ngôn đoạn 27 câu 1: Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. Khi chúng ta học câu này, chúng ta nhìn cái thực tế chúng ta đang sống, nó rất là liên kết với nhau. Chúng ta không biết ngày mai, không biết ngày mai xảy ra chuyện gì cho cái tiểu bang của chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng là sắp xếp công việc cho ngày mai nó khác với lo lắng cho ngày mai. Cái người lo lắng họ không ngủ được, họ buồn phiền, họ căng thẳng. Và có nhiều người họ sinh ra những cái chứng bệnh. Ở đây chúng ta sẽ coi cái hậu quả của cái sự lo lắng về đời này. Châm ngôn đoạn 17 có 22 phần A: Trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Chúng ta thấy nguy hiểm không? Lo quá cái đâm ra sinh bệnh. Mà nhất là lo mà có nhiều người họ nói là họ lo những cái chuyện mà không bao giờ xảy đến mà họ vẫn lo. Có nhiều người nghe nhấc cái điện thoại lên có họ lo, họ không biết có chuyện gì xảy ra không. Rồi nhiều người con cái mà cho đi học á, nhất là đi học ở xa hay là đi nước ngoài học, mỗi lần mà nghe nó gọi điện là rất là lo lắng, vì phải chi cho nó một số tiền rất là lớn. Cho nên đời sống của con người khốn khổ. Rồi bây giờ sự lo lắng nó làm nghẹt ngòi đạo. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22: Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Chúng ta thấy nó đi từng bước. Nghe đạo vô được rồi, vô trong lòng rồi. Nhưng mà thứ nhất là sự lo lắng về đời này, giống như hồi nãy giờ chúng ta học. Rồi từ cái chỗ lo lắng về đời này, mình suy nghĩ về đời này, mình mong muốn những cái của đời này, nó dẫn bước kế tiếp đó là mê đắm về của cải. Rồi nó dẫn điều kế tiếp đó là nghẹt ngòi đạo, nó bóp hạt giống mà đã trồng được trong lòng rồi đó, mà nó bóp chết cái hạt giống đó, nó chen lấn, nó làm cho không kết quả. Trong Mác đoạn 4 câu 19: Song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm và giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ. Chúng ta thấy có một cái quyền lực á, bắt đầu nó đưa cái điều đó vào trong đời sống của người đó. Đánh mất tình yêu của Chúa, đánh mất sự bình an, sự vui mừng. Vàng lên họ cũng lo, vàng xuống họ cũng lo, đô la lên, đô la xuống, tất cả những cái gì trong cái sự biến chuyển của thị trường, giá cả, họ rất là lo lắng. Và chính những điều đó nghẹt ngòi cái đời sống và không kết quả cho Chúa được. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cẩn thận, vì nhiều khi chúng ta lại không lo lắng về vật chất, nhưng mà chúng ta lại lo lắng về tình hình chính trị. Mà nếu chúng ta không lấy mắt ra khỏi cái điều đó, mà đặt mắt của chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn bị sự tấn công, sự bất an, và bắt đầu chúng ta có nhiều điều nghĩ đến tương lai
mà mất lòng trông cậy nơi Chúa. Cho nên đừng có nhìn vào tin tức nữa, hãy nhìn vào Chúa. Cho nên bài học tối nay là một trong những điều Chúa Ngài muốn nói với linh hồn của chúng ta. Hãy trở lại với Ngài. Và hậu quả của sự lo lắng nữa đó là làm cho mê mẩn không nhận biết ngày tai họa đến. Trong Luca đoạn 21 câu 34, vậy hãy tự giữ lấy mình. Không ai giữ cho mình đâu nha. Hãy tự giữ lấy mình. Chúa dạy đó. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Hồi nãy chúng ta thấy đó, cái nghĩa là nó thấu vào trong lòng của chúng ta, nó trở nên một cái đồn lũy ở trong đó. Trong Luca đoạn 17 câu 26 đến 30, việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết thảy dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Đây là những điều Chúa báo trước cho con dân của Đức Chúa Trời. Hãy ra khỏi sự lo lắng bất cứ chuyện gì. Và bây giờ một điều Chúa muốn làm để chúng ta thoát khỏi sự lo lắng và bước được vào cơ nghiệp mà Chúa dành sẵn cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Tạ ơn Chúa không? Và trong Sophoni sẽ giải thích cái câu này cho chúng ta trong đoạn 2 câu 3. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lệnh của Chúa. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì. Hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Tìm kiếm Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài. Và nếu chúng ta coi trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, Chúa nói về cái quyền năng hoạt động của Ngài, những cái điều Ngài mong muốn cho con người theo cách của thiên đàng. Và nếu chúng ta để dành thì giờ chúng ta đọc và suy gẫm những điều đó để mang lấy những cái bản tánh mà Đức Chúa Trời Ngài muốn có trong đời sống của chúng ta. Và trong cái bài cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài dạy cho chúng ta cầu nguyện trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 9. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Điều đầu tiên trong các bài cầu nguyện của Chúa, Ngài dạy cho chúng ta biết Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta thuộc về trời. Và hãy quan tâm đến danh của Cha được thánh, nước của Cha được đến, ý của Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Trong mấy ngày nay khi tôi nghe rất là nhiều cái thông tin về đất nước của chúng ta, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì trong thời điểm này? Chúa nói hãy nói với dân sự của Chúa, hãy chúc phước cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho nước của Ngài, cho danh của Ngài, cho ý của Ngài phải được thực hiện trên đất này. Và công bố quyền năng tế trị của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài, phần còn lại Chúa Ngài sẽ làm. Chúng ta không biết Ngài làm bằng cách nào. Và Ngài muốn cho chúng ta liên kết với Cha, quan tâm đến vương quốc của Ngài trước. Và sau đó thì Chúa dạy, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Khi chúng ta biết đặt Chúa là ưu tiên nhất, chúng ta quan tâm đến vương quốc của Đức Chúa Trời,
thì quyền năng của nước thiên đàng bắt đầu hoạt động trong chúng ta. Ngài bắt đầu chi phối đời sống của chúng ta, cung ứng cho chúng ta, giải cứu chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Và đem con cái của chúng ta vào trong nước của Ngài. Nếu chúng ta ôm Chúa đó, ôm lời của Ngài đó, nan đề càng ngày càng nhỏ lại và ma quỷ càng ngày càng xa chúng ta. Nếu chúng ta ôm nan đề đó, ma quỷ lại càng tấn công vào trong chúng ta và lòng chúng ta bắt đầu từ từ xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chọn mỗi ngày là chúng ta ôm ai? Và đây Chúa nói rằng khi mà tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ cho thêm. Có Chúa lại cho thêm. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 7 cho đến câu 8. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Với cái nhìn của chúng ta, dường như đất nước chúng ta đang ở trong cái thời kỳ của hạn hán. Nhìn thành phố vắng hoe, trường học vắng hoe, nhà thờ thì đóng cửa. Nhưng mà đây với những người nào có lòng trong cậy nơi Chúa, đặt cái đời sống của mình ở bên bờ suối của Chúa, thì nguồn nước sống của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Gặp hoàn cảnh như thế nào, Chúa cũng cho chúng ta có kết quả. Chúng ta thấy rất là dễ chúng ta bị rơi trong tình trạng khô hạn vì sự lo lắng, vì sự buồn phiền và tất cả những gì chúng ta để trong lòng của chúng ta. Tối nay Ngài muốn giải cứu chúng ta, Ngài muốn giải cứu và giúp đỡ cho chúng ta thoát ra khỏi cái bẫy mà ma quỷ nó đang đổ ra trên cả thế giới này. Trong Châm ngôn đoạn 8 câu 20, ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên Chúa là đấng nhìn thấy tấm lòng của chúng ta yêu mến Ngài hay không. Và khi chúng ta hết lòng yêu mến Ngài, tìm kiếm Ngài, Ngài là cha của chúng ta, Ngài có trách nhiệm trên con cái của Ngài. Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta từ nay cho đến đời đời. Đó là những gì mà Chúa cho tôi tin trong thời điểm này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Giờ con đồng ý với Chúa để Ngài lấy hết sự lo lắng ra khỏi lòng của con. Và Ngài cho mắt chúng con nhìn thấy công việc của Ngài đang hành động. Và Ngài giúp cho chúng con biết tập chú vào trong linh hồn của mình, thân thể của mình, theo cách của Chúa. Vì linh hồn chúng con là đời đời. Và thân thể của chúng con mang lấy sự vinh hiển của Ngài. Đừng để những vật chất, những sự tham muốn của xác thịt đánh mất mục đích mà Chúa Ngài dành cho chúng con. Chúng con quý hơn loài chim, chúng con quý hơn loài hoa, vì Ngài mua chúng con bằng huyết của Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con biết chúng con có cha ở trên trời. Và đừng để bất cứ điều gì trong đời sống của chúng con làm nghẹt ngòi hạt giống là lời của Đức Chúa Trời đã ở trong chúng con và đang ở trong chúng con. Và xin Chúa chữa lành tấm lòng của chúng con, vì chúng con đã để sự lo lắng chiếm hữu quá nhiều
đến nỗi nó vây phủ lòng của chúng con. Nó trở nên đồn lũy mà ma quỷ có thể đưa những cái hạt giống độc của nó vào, làm cho chúng con khốn khổ, bệnh tật, đau yếu, bất an. Bây giờ chúng con đồng ý với Chúa, Ngài lấy nó ra khỏi hết. Ngay cả tình hình chính trị, chúng con cũng không có làm gì được khác hơn là công bố vương quốc của Đức Chúa Trời được hình thành. Ý muốn của Chúa phải được thực hiện, chương trình và kế hoạch của Ngài. Và chỉ có một mình Ngài là đấng có quyền quyết định trên mọi sự. Và Ngài sẽ can thiệp bằng quyền năng, ý tưởng khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa cho chúng con là những người sẵn sàng để làm theo ý muốn của Chúa, chứ không phải bắt Chúa làm theo ý của chúng con. Và Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con biết cách để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng con để Ngài trên hết. Trước nhất, Ngài được tôn trọng trong đời sống của chúng con, trong tiền bạc của chúng con, trong tình cảm của chúng con, trong ước muốn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ phút này chúng con liên kết với Cha của chúng con ở trên trời. Chúng con là con của vua vinh hiển. Và xin Ngài bày tỏ danh của Ngài được tôn cao bởi thánh linh của Chúa trong đời sống của chúng con. Xin nước của Cha được đến trong con và gia đình của chúng con. Xin ý của Cha được nên ở đất cũng như ở trời, không ai qua quyền kiểm soát của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và con tin chắc rằng khi con nhờ cậy nơi Chúa, để lòng trông cậy mình nơi Chúa, thì con sẽ như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng, con chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán con cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt, vì con được nối với nguồn của sự sống từ ngôi của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, Ngài hứa rằng Ngài sẽ đi trong sự công bình giữa lối ngay thẳng, đặng làm cho chúng con là cái yêu mến Ngài được hưởng của cải thật, và làm cho đầy dẫy kho tàng của chúng con. Con tin điều này, con biết chắc điều này, và bởi đức tin con nhận cho mình và dòng dõi của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh Chúa bảo vệ lời cầu nguyện của chúng con, và lời Chúa rao ra Ngài sẽ thực hiện. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vậy chúng ta xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong những ngày sắp tới, mỗi giây phút đều phải quyết định cho mình. Và xin Chúa giúp để chúng ta không bị hùa theo tin tức. Vì có hai đường để chúng ta đi. Nếu Chúa cho chúng ta thêm 4 năm nữa, hay là 44 năm nữa, tạ ơn Chúa, chúng ta được ân điển của Ngài gia tăng để sống trên đất này thêm. Nhưng mà nếu không, thì anh em hãy nhận biết rằng ngày Chúa rất cần. Và nhiều tai họa sẽ xảy đến. Vì người ta nói rằng mỗi năm có khoảng 42% dân số là trẻ con bị giết chết. Máu của chúng nó đổ ra Đức Chúa Trời không bỏ qua đâu. Cho nên đây là thời điểm chúng ta hãy hạ mình xuống, tìm kiếm Ngài hết lòng, giúp đỡ cho con cái của mình, bảo vệ chúng nó. Và tôi được biết, có thể trong những ngày sắp tới, bị bắt bớ bởi danh của Chúa, hội thánh của Chúa sẽ bị bắt bớ.
và có nhiều điều khác nữa. Nhưng chúng ta có vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi thấy những điều đó, đừng sợ, mà phải công bố quyền năng đắc thắng của Chúa và hãy tiếp tục cầu nguyện chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Trước đây khi mà tôi không nhớ khoảng năm 2008 hay là ở khoảng đó, Chúa bày tỏ cho tôi là ma quỷ nó đang có một cái đội ngũ của nó để tấn công. Nhưng mà Chúa Ngài cũng có một đội binh hùng mạnh của Chúa để đánh trận. Mỗi một chúng ta là chiến binh của Ngài. Hãy trang bị cho mình. Hãy biết mình là ai để chiến đấu, chứ không phải dùng xác thịt mà chiến đấu đâu. Và khi mình lo lắng thì mình không đánh trận được đâu. Mà hãy tin cậy nơi Ngài. Hãy tập quăng những cái đó ra khỏi đời sống của mình. Và không phải vô lý suốt trong đầu tháng, Chúa đã cho chúng ta 7 lá thư gửi cho 7 hội thánh. Có thể anh em Chủ nhật nên mở để nghe lại, để cùng nhau học lại, để được nhắc nhở. Đây là một hồi chuông cảnh báo của Chúa cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng. Và khi tôi học điều này tôi rúng động. Trước đây tôi không có biết nhiều khải quyền cho nên tôi ít thích đụng đến. Nhưng mà khi tôi học tôi thấy đây là tâm lòng của Đức Chúa Giêsu Ngài gửi cho hết thảy chúng ta. Anh em nên nghe lại. Nghe lại một cách rất là nghiêm túc. Để biết được những điều Ngài đang cảnh báo. Để biết được rằng ma quỷ đã đưa công việc của nó vào trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà hội thánh nào thắng thì Chúa bắt những công cụ của ma quỷ phải quỳ dưới chân của hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy nghe đi, để anh em quyết định mình đứng phía nào. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ cho các anh chị em. Và nếu ai không có hay kiêng ăn cầu nguyện, hãy ăn kiêng. Tập để ăn kiêng hay là kiêng ăn. Không phải là kiêng ăn là mình ăn trễ. Vì có nhiều khi mình kiêng tới chiều, có thể là mình ăn một bữa lại còn tưng bừng hơn là hai bữa nhập một. Thì đó không phải là tinh thần kiêng ăn, mà là mà ăn trễ. Cho nên hãy tìm kiếm Ngài đang khi mình còn gặp được. Hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Vì sẽ đến lúc kêu cầu Chúa không trả lời nữa. Cho nên xin Chúa Ngài thức tỉnh con dân của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này. Và hãy sẵn sàng cho hai điều. Một đó là làm cho bình của mình được trống không để Chúa đổ thần của Chúa xuống và giảng tin lành quyền phép của Chúa. Hai là chuẩn bị để sửa soạn đời sống của mình ngay thẳng trước mặt Chúa, để bất cứ giờ nào Chúa đến chúng ta đi với Ngài. Chúng ta không biết Chúa đến bằng cách nào. Hãy sẵn sàng. Nếu ai chưa sẵn sàng, hãy kêu la với Chúa: Chúa ơi, giúp con. Con cần Ngài. Cứu con cái của con, cứu dòng dõi của con. Con muốn tất cả được đùa vào trong vương quốc của Chúa. Cho nên tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người thân yêu của mình. Đây không phải là thời điểm để chúng ta trì hoãn nữa, anh chị em ơi. Và tôi tin trong những ngày qua, ai có lòng khao khát tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ thấy sự trả lời của Đức Chúa Trời. Vì ai tìm kiếm Ngài sẽ được gặp Ngài. Ai chưa, vẫn còn thời gian. Giờ chúng ta cầu nguyện cho con cái của mình, cho những người thân yêu của mình. Thời gian không còn nhiều nữa. Xin quý Chúa bao phủ chúng nó, kéo chúng nó vào trong vương quốc của Ngài. Ngay giờ phút này, chúng con đồng ý với lời của Đức Chúa Trời. Chúng con không lo lắng cho chúng nó, mà chúng con trao cái điều lo lắng này cho Chúa. Và Ngài hứa rằng Ngài săn sóc chúng con. Giờ phút này xin Ngài đến để chạm đến người thân yêu của con.
nói tên ra. Đêm họ trở về với ngài. Chúng con không cần biết họ ở đâu. Chúng con không cần biết họ làm gì. Con cái của chúng con thuộc về ngài. Dòng dõi của chúng con thuộc về ngài. Xin Chúa đánh động lòng của chúng nó, mở mắt, mở tai, để không bị đùa vào cái gọi là cái linh Antichrist. Hiện bây giờ linh Antichrist đang hoạt động. Và xin Chúa Thánh Linh bày tỏ đấng Christ là đấng chân thật cho con cái của chúng con. Ngay cả cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ơi, chúng con cần ngài. Ngài đến để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Cứu những người trong gia đình chúng con khỏi bẫy của Satan. Ra khỏi sự hình phạt đời đời, vì Chúa không muốn một người nào chết mất. Hãy chỉ cho chúng con biết cách để cầu nguyện cụ thể. Ngài sai đội thiên binh thiên sứ của Chúa đến để đánh trận và giải cứu chúng nó ra khỏi tay của kẻ ác. Chúa ơi, hãy cứu đất nước chúng con ra khỏi tay của kẻ ác. Vì có nhiều người đã tình nguyện dâng nó cho kẻ ác. Chúng con ăn năn cho những người đó. Chúng con ăn năn vì nhiều khi chúng con chưa có trách nhiệm cho đất nước mình đang sống. Chúng con hưởng rất là nhiều từ nơi vùng đất này. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con đã làm gì để ích lợi cho vương quốc Chúa, cho đất nước mà Chúa ban cho chúng con ở? Hay chính chúng con là người gây thiệt hại cho đất nước này vì sự thiếu cầu nguyện của chúng con? Vì đời sống không đẹp lòng Chúa của chúng con? Chết chóc đang diễn ra. Tàn phá đang diễn ra. Quyền lực của ma quỷ đang hành động. Đây là thời điểm chúng con phải dấy lên một đội quân lớn cho Chúa, đứng trên chân của mình. Chúng con không nhìn quanh nữa. Chúng con không đổ lỗi cho người khác. Chúng con chịu học tập, rèn luyện, trở nên những người lính giỏi của Chúa. Chúng con đồng ý với Chúa để từ bỏ những cái xác thịt, những cái ưa muốn, những cái tổn thương dễ làm cho chúng con bỏ cuộc. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Vì ngoài kia hàng tỷ tỷ người, nếu họ chết họ sẽ đùa vào trong địa ngục đời đời. Họ sẽ bị đốt cháy, bị hành hạ đời đời. Chúa ơi, hãy tỏ lòng thương xót ngài. Xin giấy chúng con lên để làm nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ. Ngài cứu chúng con không phải để chúng con được hưởng phước một mình. Hãy mở miệng chúng con ra, mở lòng chúng con ra, mở lỗ tai chúng con ra, mở mắt chúng con ra để nhìn thấy được tình trạng khẩn cấp của đất nước đang cần Chúa Giêsu của chúng con. Xin cứu chúng con ra khỏi phone, Facebook, những công việc vớ vẩn, mất thời gian. Cho chúng con biết đầu tư vào nước của Đức Chúa Trời, dạy dỗ con cái, để dành thì giờ cho con cái, yêu thương chúng nó, cầu thay cho chúng nó. Đừng để chúng con chạy bá vơ đánh gió nữa Chúa ơi. Chúng con phải nhắm mục đích mà chạy, vì đã đến nước rút rồi, đã đến cái thời điểm cuối rồi. Và chúng con không muốn chạy một mình, mà chúng con muốn cả dòng dõi của chúng con, những người thân yêu của chúng con.
được vào trong nước thiên đàng. Và cửa địa ngục bị hẹp lại, cửa thiên đàng được mở ra. Con đây này Chúa, con đây này Chúa, hãy đổ đầy tình thương của Chúa trong chúng con đi. Hãy ban cho chúng con có sự can đảm để giảng tin lành Chúa. Mở cánh cửa cho chúng con. Bởi Thánh Linh của Ngài, con cảm ơn Ngài. Chúa, con cầu nguyện cho các lãnh đạo hội thánh. Chúa, hãy làm cho lòng của họ hạ xuống tìm kiếm Ngài Chúa. Vậy chúng con cũng vậy, tìm kiếm mặt Ngài. Từ bỏ con đường tà để Chúa cứu xứ chúng con khỏi tai họa. Xin đặt trong chúng con tình thương của Ngài, lòng thương xót của Ngài. Tối nay chúng con nhận lấy sự tự do khỏi sự lo lắng và nhận lấy sự bình an, sự yên nghỉ, sự hiện diện của Ngài. Để bước đi với Ngài, chúng con không có đi một mình, mà chúng con đi với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Những xiềng xích nào trói buộc đời sống của ta, trong danh Đức Chúa Giêsu ta công bố bẻ gãy trong giờ phút này. Những gì trong quá khứ, những gì tổn thương, những gì ngăn trở, không có chỗ nữa. Vì chúng con mặc lấy sự sống phục sinh của Chúa Giêsu hành động trong chúng con một cách mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con biết ơn Ngài Chúa ơi. Chúng con vui mừng ở trong Ngài, dù hoàn cảnh như thế nào, chúng con chọn vui mừng ở trong Ngài. Vì Ngài là sức lực của chúng con, Ngài là đồn lũy của chúng con, Ngài là vần đá của mọi thời đại. Cho nên chúng con chạy và ẩn núp trong Ngài, chúng con được an toàn. Xin thay đổi cách sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hãy mở lòng ra. Chúa, Ngài sẽ tuôn đổ cái tình thương của Chúa xuống cho chúng ta trong giờ phút này. Chúa sẽ đem một cái sự bứt phá của Chúa trên chúng ta trong giờ phút này. Nó không phải chỉ là một lời cầu nguyện, mà chính Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện và Ngài sẽ làm điều đó cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Và xin Chúa Ngài thiết lập vương quốc của Ngài là vương quốc của sự công bình Chúa trong chúng con trong giờ phút này. Bởi đức tin chúng con đón nhận. Và Chúa ơi, sau giờ này chúng con đi ở trong nước của vinh hiển Chúa tại trên đất này. Chúng con mang lấy sự vinh hiển của Chúa để đi bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng con đi. Ai Chúa muốn chúng con gọi điện? Người nào Chúa muốn chúng con khích lệ? Hãy cho chúng con biết nói về vương quốc của thiên đàng. Chúng con từ chối nói về những điều của chính trị vì chúng con không biết một cách chính xác. Nhưng mà về nước trời, chúng con biết rất là chính xác. Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài vẫn y nguyên. Và Ngài đang cai trị từ trên trời dưới đất. Và chúng con được ở trong tay quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm nhận như sự vui mừng của Chúa bắt đầu được khai phóng trong lòng của chúng ta. Sự bình an của Ngài chiếm lại lãnh thổ mà chúng ta đã giao cho ma quỷ.
Chúa, chúng con giao tấm lòng của chúng con lại cho Chúa Giêsu. Vua bình an, vua của sự sáng, đầy dẫy trong tâm trí, cảm xúc và ý muốn của chúng con trong giờ phút này. Không có chỗ cho thế gian. Chúng con quyết định tối nay. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Và đây là quyết định để quyền năng của Chúa bắt đầu được khai phóng trong đời sống của chúng con. Chúa sẽ đem đến sự bứt phá cho chúng ta. Tin và nhận và bước đi với điều đó. Xin Chúa chiếu sáng sự sáng của mặt Ngài trên mỗi chúng con trong giờ phút này. Và chính Thánh Linh của Chúa làm cho danh Chúa Giêsu được tôn cao trong đời sống của chúng con. Khi chúng con chấm dứt lớp học, bước ra khỏi lớp học, chúng con sẽ kinh nghiệm được điều này. Khi Chúa bày tỏ quyền năng của thiên đàng trong chúng con, qua chúng con, chung quanh chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con công bố chúc phước cho đất nước chúng con đang sống. Chúng con công bố quyền năng tế trị của Đức Chúa Trời. Và xin nước của Ngài được thiết lập trong mỗi lần của chúng con mà bắt đầu được khai phóng ra trong giờ phút này. Ý muốn của Ngài phải được thực hiện. Và ý muốn của ma quỷ phải bị thất bại. Chương trình kế hoạch của con người phải bị thất bại. Nhưng mà ý cha của chúng con phải được thực hiện. Vì chúng con đồng ý với thiên đàng trong giờ phút này. Chúng con chúc phước cho đức tin của chúng con vững mạnh lớn lên. Và lan ra. Chúng con không sợ. Vì Ngài đang đứng về phía chúng con. Và chúng con đứng phía của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin huyết của Chúa Giêsu đổ xuống trên 52 tiểu bang, 50 tiểu bang của chúng con. Đổ xuống Việt Nam, Canada, những anh em chúng con đang cùng nhau để học lời Chúa tối nay. Đổ xuống tại khu vực mà chúng con đang sống, tại nhà của chúng con. Tẩy rửa đất nước này bởi quyền năng của Ngài. Và máu huyết của Chúa nhuộm đỏ vùng trời của chúng con. Ngài sẽ làm những công việc lớn và khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Chúng con từ chối sự thất bại. Chúng con từ chối nói tiêu cực. Vì chúng con là con của vua chiến thắng. Chiến thắng khải hoàn. Ngài chiến thắng sự chết và âm phủ. Ngài không hề thất bại. Ngài không hề rúng động. Cho nên chúng con chọn để đứng ở trong Ngài. Và Ngài giữ lấy chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Tôi tin là Chúa đang hành động trong giờ phút này. Ngợi khen Chúa, Chúa ơi. Chúc tụng danh của Ngài và Thánh Linh ơi, Ngài tự do đi đến từng người, đi đến từng nhà, đi đến từng khu vực của chúng con. Bệnh tật, Ngươi phải lui ra khỏi. Ngươi không có chỗ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thất bại, Ngươi không có chỗ. Mà Ngài bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù của chúng con. Bất cứ ai muốn tấn công vào trong chúng con, chính chúng nó sẽ kinh khiếp vì Chúa chúng con đang ở với chúng con và các thiên binh thiên sứ của Chúa đang vây lấy nhà của chúng con, vây lấy đời sống của chúng con. Cho nên hãy cho chúng con hết thảy điều cảnh giác và ở trong nơi bí mật, giấu mình trong nơi kín mật của trại Ngài, nối kết với thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, Chúa ơi.
Con ngợi khen Chúa, Chúa ơi, con chúc tụng danh Ngài, Chúa ơi. Anh em đưa cái tay lên và nói tất cả mọi xiềng xích bị bứt phá tối nay. Tất cả những xiềng xích trong não bị bứt phá tối nay trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả xiềng xích trong linh hồn của ta bị bứt phá trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Ta được tự do để bước vào cơ nghiệp mà Chúa dành sẵn cho ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Tôi cảm nhận sự mạnh mẽ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy để ít phút cho Chúa hành động. Tập trung hướng về Ngài hoàn toàn. Chẳng phải bởi thế quyền, chẳng phải bởi năng lực, bèn bởi thần Đức Giê-hô-va. Xin bảy vị thần của Chúa vận hành trên mỗi một chúng ta trong giờ phút này. Vị thần của Chúa đã được sai xuống để hành động. Xin Ngài trật tự lại đời sống của chúng ta, trật tự lại đời sống cầu nguyện của chúng ta, trật tự lại sự ưu tiên trong đời sống của chúng ta đối với Chúa, trật tự mối liên hệ của chúng ta, trật tự trong công ăn việc làm của chúng ta, thời khóa biểu của chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Hallelujah Chúa ơi. Hướng về Ngài hoàn toàn, hướng về Ngài hoàn toàn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con yêu Ngài. Yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Càng ngày chúng con thấy thế gian này không phải là chỗ của chúng con. Cho nên chúng con sẵn sàng rồi Chúa. Giúp chúng con làm xong và chúng con trở về nơi cha của mình. Chúng con hướng về Ngài. Muôn vật hướng về Ngài. Ngửa trông nơi Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus. Hallelujah. Amen.